Xin chào các bác nha, tiếp tục lại lên cho các bác cái dòng trầm điện của Onkyo. Con này thì nó là con SVK A V20X. Đây. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó các bác nhá. Thương hiệu là Onkyo. Mã của nó là SVK A V20X. Các bác có thể gọi cho em là con Onkyo V20X nhá, trầm V20X. Đấy, về thông số kỹ thuật thì đây em sẽ quay hết cho các bác. Đây là hình thức các bác nhé, thiết kế rất là đẹp, trầm đánh gầm các bác nhé. Đây là một con súp, con trầm đánh gầm. Đấy, bên trong thì con này thì hiệu suất công suất của nó đánh rất là lực, thế nên là đây, tức là bên trong của nó sẽ có công suất riêng các bác nhé, công suất riêng trầm điện và có công suất riêng, thế nên là có mạch công suất riêng, thế nên là đây thì nó sẽ có cái quạt tản nhiệt này. Đấy, nhiều con trầm thì nó sẽ gần như là nó sẽ không dùng tản nhiệt đâu, nhưng mà riêng cái con này thì phải dùng tản nhiệt, bởi vì nó chức năng của nó mọi thứ nó sẽ, nói chung nó sẽ đẳng cấp hơn so với cả những cái con trồng trầm thông thường rất là nhiều. Đấy, các bác cứ để em quay nhiều con trầm ấy, nó không có quạt tản nhiệt đâu, không có cái quạt này luôn, mà chỉ có cái dòng V2MX là mới có nha. Con này thì cái cách sử dụng nó rất dễ thôi. Các bác có thể sử dụng những con vị như là 9GX DV này, X9DV này, UL9 này. Đấy, hay là 7XDV này, X7DV này, UL7. Đấy, tóm lại là các bác cứ để ý những cái đời nào ấy mà nó có chữ DV đằng sau ấy là sử dụng được cho con này. Hoặc là những cái đời U, U7, U9 là sử dụng được. Đấy, còn nếu ngoài, tức là ngoài những cái con 6 con máy em đọc ra ấy mà các bác muốn kết nối với cả một cái con máy nào khác nữa, rất đơn giản thôi. Các bác mua cho em một cái sạc 9V nhá. Sạc 9V, sau đó thì các bác hãy lên trên kênh YouTube và xem cái cách người ta cắm như thế nào, thì các bác làm theo đúng y chang thôi là được. Đấy, còn nếu bác nào mà không tìm được cái video đó thì alo cho em gửi cho cái video đó nhá. Thì các bác chỉ cần gì ạ? Mua một cái sạc 9V để thay thế cho những con đấy thì mình có thể kết nối được tất cả những con máy khác. Đấy, nhờ có con sạc 9V đó thì mình có thể thay thế cho tất cả cái con máy khác. Mà trầm của những con này thì cực kỳ phê luôn các bác nhá, trầm của nó đánh sướng lắm, căng đét luôn. Đấy, bát của nó to đùng, bát của nó là bát chảo các bác nhá, trầm nhưng mà lại là bát chảo. Gân thì nó là dòng gân gân cao su và là kiểu dạng gân béo, dày lắm. Nói chung gân con này rất là dày, và vì những con trầm mà nó đánh khỏe ấy, thì bắt buộc phải có những cái gân mà nó đủ tải để nó mới chịu được. Còn nếu các bác mà đưa những cái gân mỏng vào nha thì nó cứ phọp 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 đấy, thậm chí lớn như mà đưa các loại gân sốt mút vào còn rách luôn ấy, không chịu được nhiệt, nên bắt buộc phải dùng những loại gân cao su rất là dày, cực kỳ dày luôn. Đó, bát nó ở dưới gầm thì các bác này, đây, bát nó ở dưới gầm này. Bát nó rất là to các bác nhá, bát rất là to luôn. Con này thì như là bát của nó là 20 rồi các bác, 20 hay mấy gì đó, nói chung là to lắm. Đấy, được gia cố bởi 2 4 6 8 con ốc các bác, 6 đến 8 con ốc, 8 con ốc rất là to. Những con trầm đánh gầm này thì nó sẽ lực hơn các bác nhá, đánh nó sẽ cảm giác nó sướng hơn, nó đầm hơn, nó phê hơn, khỏe hơn rất là nhiều so với cả những cái con trầm thông thường. Đấy, thì bác nào mà chốt cái con trầm này thì cứ alo em nhé, bên em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho các bác. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số điện thoại tiêu đề, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng. Địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nha.